Hôm nay thầy giới thiệu về loại câu hỏi trắc nghiệm điều 48 luật cán bộ công chức 2008 và điều 48 này được giữ nguyên trong lần sửa đổi năm 2019. Luật sửa đổi có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020. Thì tên của cái điều 48 là trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị trong đào tạo bồi dưỡng công chức. Thì thầy cũng giới thiệu với học viên trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn của các thầy có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm À, để hỗ trợ học viên ôn tập mà dự thi tuyển công chức và nâng ngạch công chức các môn tiếng Anh, môn tin và môn, môn kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm học viên có nhu cầu phải điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số 0943078123 hoặc số thứ hai là 0912595654 để được cấp ký ký danh và ký mật khẩu để các em xem số điện thoại trên màn hình để đăng nhập vào phần mềm ôn luyện các môn như thầy vừa giới thiệu thì sau đây thầy sẽ giới thiệu cái điều 48 thì nội dung lý thuyết sau đó thầy sẽ chuyển thể thành câu hỏi trách nhiệm cho học viên sau khi học lý thuyết xong thì chúng ta thực hành luôn câu hỏi trách nhiệm đây là điều 48 là trách nhiệm của cơ quan tổ chức đơn vị trong đào tạo bồi dưỡng công chức thì nó có ba khoản khoản một là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức Đấy, có trách nhiệm Đấy, các em chú ý loại câu hỏi này để sau này hỏi cơ quan nào đây cơ quan quản lý cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn và năng lực nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức khoản một đây này khoản hai này là cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức. Đó. Ở trên là cơ quan quản lý. Chúng ta chú ý cái quản lý này. Đây là sử dụng này. Cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức. Đó là khoản hai này. Khoản ba là kinh phí này. Kinh phí đào tạo bồi dưỡng công chức do ngân sách nhà nước cấp Đó. và À, các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật à, chúng ta để ý các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật thì sau đây các thầy chuyển thể thành các câu hỏi trắc nghiệm là 261 đây này theo luật cán bộ công chức này xác định phương án đúng về trong à, trong một kép này cơ quan nào có trách nhiệm xây dựng và công khai quy hoạch kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để tạo nguồn và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức thầy giáo vừa nêu đấy tức là a là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức là phương án đúng đấy à, gây nhiễu là một nội vụ chính phủ rồi cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức là gây nhiễu cái câu tiếp theo là cũng có nội dung trong mặt kép đây hai trăm sáu luật công chức thì xác định phương án đúng về à, có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức thì phương án a đấy, À, là cơ quan nào này? để để ý là về cơ quan nào đấy thì cái loại câu hỏi về cơ quan nào đấy. thì khi học chú ý là cái làm được thôi loại này cũng ra à, thường thường gặp mà. cơ quan nào đấy thì chúng ta để ý đây là cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức tức là cơ quan nào có trách nhiệm đào tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng nâng cao nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức thì là cơ quan tổ chức đơn vị sử dụng công chức là đáp văn đúng thế còn gây nhiễu là cơ quan tổ chức đơn vị quản lý công chức bộ nội vụ chính phủ là gây nhiễu Đấy, cái loại này, câu hỏi và cơ quan nào thì theo luật 263 đây theo luật cán bộ công chức thì xác định phương án sai à, kinh phí đào tạo bồi dưỡng công chức do thì ngân sách nhà nước cấp là đúng rồi này, này B là các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật cũng là đúng này Đấy. thế thì công chức tham gia À, do công chức tham gia đào tạo bồi dưỡng mà phải đóng góp đấy thì phương án C thì là không không nôi trong luật cho nên là là đây là nội dung của phương án C thì là đây là tìm chữ sai mà phương án sai C là sai tất cả phương án đều đúng bị loại trừ đấy, thì cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm à, điều 48 để các em có nhu cầu học trên phần mềm các dạng câu hỏi mang chất phân loại học viên phải điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số ba hoặc 0912 595654 để được đây để được cấp cái ký danh và mật khẩu qua tin nhắn để đăng nhập phần mềm ôn luyện à, cái cái các môn kiến thức chung tiếng Anh và môn tin theo thức trắc nghiệm các em thấy kênh video có thầy bổ ích hãy ấn vào nút đăng ký sau ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo thầy giáo chúc các em thành công và cảm ơn các em